Trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của SPTN. Thưa quý vị, trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay, Giáng Ngọc hân hạnh được tiếp chuyện với một người nhạc sĩ mà có lẽ là Giáng Ngọc lần đầu tiên được gặp mặt, chỉ nói chuyện với anh trên phone. Hôm nay lần đầu tiên được gặp mặt đó là anh Minh Tuấn có mặt trong chương trình. Và nếu quý vị khán giả nào mà nghe tới nhạc sĩ Minh Tuấn thì chắc quý vị cũng đã khá quen thuộc đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại San Diego. Và hôm nay thì Giáng Ngọc lại còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng có mặt trong chương trình hôm nay. Hai nhạc sĩ trong một chương trình, cái đó cũng là một trong những đề tài rất là lý thú. Và trước tiên thì Giáng Ngọc xin mời chắc là chào đón người mới trước, đó là anh Minh Tuấn. Xin chào anh Minh Tuấn. Dạ, Minh Tuấn xin chào Giáng Ngọc, xin chào tất cả quán thính giả của đài SPTN. Dạ. Rất là hân hạnh được lên đây để nói chuyện với Giáng Ngọc. Dạ vâng, và xin chào anh Hưng. Dạ, chào Giáng Ngọc và chào khán giả của đài SPTN một lần nữa. Dạ, thưa quý vị, đối với Cao Minh Hưng thì Giáng Ngọc chắc quý vị cũng đã biết qua về cuốn CD mới nhất mà Cao Minh Hưng vừa mới thực hiện, đó là Vần Thơ Qua Nốt Nhạc, với một số những cái nhạc phẩm được phổ từ thơ của các nhạc sĩ khác nhau. Và thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta lại đặc biệt có thêm một người nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Minh Tuấn. Và trong lần này thì anh Minh Tuấn cũng sẽ có một cái CD nhạc đó với chủ đề Đợi Chờ. Vậy thì cho Giáng Ngọc được hỏi là thực ra đối với những người nhạc sĩ khi mà làm CD đó, thường thường người ta nói ca sĩ làm CD thì nhiều, nhưng mà nhạc sĩ ít khi nào làm CD lắm, trừ khi nào mà họ cảm thấy phải đúng cái thời điểm, và những cái bài hát đó họ phải cảm thấy là rất là ưng ý thì họ mới cho ra mắt khán giả. Vậy thì anh Minh Tuấn có thể cho khán giả được biết là cái điều gì đã thúc đẩy anh làm điều đó, và những cái nhạc phẩm anh viết theo cái thể loại như thế nào, có thể chia sẻ với khán giả một chút xíu về những cái công việc của anh, thưa anh. Dạ thì Minh Tuấn xin bắt đầu là Minh Tuấn mới bắt đầu làm nhạc chừng khoảng hơn một năm nay. Dạ. Thì Đợi Chờ là cái CD đầu, là cái nhạc phẩm đầu tay của Minh Tuấn sáng tác. Và tới nay thì cũng được chắc cũng hơn 20 bài, Tuấn chọn 10 bài tương đối là không có dở để làm cái CD đầu tay của Minh Tuấn. Mục đích là muốn gửi cho bạn bè, biếu cho những cái hội đoàn khi mà tổ chức để bán, để gây quỹ cho những cái hội đoàn. Nếu mình làm một cái gì để lại cho con cháu của mình cho nó vui. Thì cái CD đầu tay này có 10 bài mà Tuấn chọn ra để làm cái CD này. Dạ. Khi mà nói về những cái CD mà được cho ra mắt khán giả thì Giáng Ngọc lại thấy là một người ca sĩ hoặc là một người nhạc sĩ khi họ ra một cái CD thì lại với hai mục đích khác nhau. Chẳng hạn ca sĩ thì họ muốn mang tiếng hát của mình đến với tất cả các người khán giả, và nó nghiêng về vấn đề business một chút xíu. Nhưng mà đối với những người nhạc sĩ thì thưa quý vị, họ lại muốn dùng những cái CD của họ để có thể trao một cái thông điệp đối với tất cả quý vị khán giả yêu thích về âm nhạc, những cái nhạc phẩm mới, những tác phẩm mới. Bởi vì đối với thị trường ở tại hải ngoại này thì Giáng Ngọc thấy có vẻ khan hiếm về âm nhạc, và rất ít những nhạc sĩ mà còn có thời gian để ngồi viết nhạc. Trong khi anh Tuấn thì cũng có duyên với nghệ thuật lắm, thưa quý vị. Anh là cũng là bầu sôi trước đây lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ thì tạm gác gươm để về sáng tác nhạc mà thôi. Vậy thì cho em được hỏi, ngoài cái vấn đề sáng tác ra thì cái đời sống bình thường của anh có những cái công việc nào khác ngoài sáng tác không? Mình Tuấn xuất thân là computer science. Yeah. Tuấn làm manager cho một cái hãng computer cũng đã lâu. Thì cái vấn đề âm nhạc là một cái thú vui. Tới cái thời điểm mà gọi là midlife crisis thì mình cũng phải có một cái gì để mình enjoy. Thì Minh Tuấn rất là cũng có chơi trong ban nhạc từ hồi 75 mới qua đây cho high school ở đây với mấy ban nhạc cho college, là cũng có biết một tí về nhạc. Nhưng mà cũng nghỉ thời gian lâu, nhưng mà Minh Tuấn rất thích khiêu vũ. Thành ra những cái bài nhạc đầu tiên mà Minh Tuấn viết là đa số là nhạc theo nhạc khiêu vũ. Tức là theo theo thể điệu tango, tux, rồi bebop. Thứ hai là Minh Tuấn cũng hay volunteer giúp cho ở dưới San Diego những cái buổi tổ chức lớn trong cộng đồng, thì Minh Tuấn cũng đi hát cho vui. Thì Minh Tuấn là thích hát những loại nhạc nhanh. Cho nên 5-6 bài đầu tiên Minh Tuấn làm thì theo thể điệu nhạc nhanh. Sau đó thì cũng học hỏi thêm của những người bạn chung quanh của anh Cao Minh Hưng, cũng có một số nhạc sĩ dưới đó, thì mình cũng bắt đầu viết nhạc buồn.
coi như là lúc mà phải lắng động để tìm những cái dư âm có vẻ nhẹ nhàng một chút xíu không anh? Yeah. Tại vì nhìn anh Tuấn thì thấy vui hơn là buồn. Dạ, đúng rồi. Em lần đầu tiên gặp anh Tuấn thôi, nhưng mà nghe chẳng hạn như người bạn đời của anh Cao Minh Hưng có nói là anh Tuấn mà đi đâu gặp thì cũng vui cười hết. Thật ra Giang Ngọc nghĩ là cái con người anh cá tánh anh cũng là một cái người vui vẻ rồi. Thật ra viết nhạc thì tự nhiên cũng phần nhiều là mình mang những cái tâm nguyện của mình hoặc là những cái yêu thích của mình ra định viết, thành ra thích vui, thành ra đâu có thể nào mà viết nhạc buồn cho được, phải không ạ? Dạ. Với lại người anh như vậy thì chắc cũng ít khi đau khổ về tình yêu, đâm ra không có cảm xúc để viết nhạc buồn. Có một cái người là Cao Minh Hưng đây là cái người gọi như cũng hạnh phúc trong tình yêu nhưng mà vẫn viết nhạc buồn được như thường. Cái này là viết theo lời thơ của những người khác đúng không anh? Dạ. Có một số bài em viết thì là phổ thơ, như là lúc nãy Giáng Ngọc thưa với quý khán giả, thì có một số cái bài nhạc. Cái tâm sự buồn của tác giả, của thi sĩ gửi gắm vào bản nhạc đó, thì mình đọc và mình cũng ráng mình đặt cái tâm hồn mình trong cái bản nhạc đó. Yeah. Để mình nắm cái tư tưởng, cái luồng suy nghĩ của thi sĩ để mình phổ thành bài nhạc đó thôi. Yeah. Nhưng mà anh Tuấn có thấy không, chẳng hạn như là ở đời sống hiện nay thì Giáng Ngọc thấy cũng buồn cười, tại vì ngày xưa đó một người nhạc sĩ khi viết nhạc đó thì họ sống hoàn toàn là một người nhạc sĩ. Họ không thích làm gì ngoài cái vấn đề mà buổi sáng ra quán cà phê ngồi uống cà phê nhìn trời nhìn đất, rồi ban đêm nhìn cây cỏ, rồi nghe tiếng gió thổi để mà viết nhạc. Còn bây giờ thì đời sống bình thường, chẳng hạn như là anh Minh Tuấn là một cái người mà chuyên về computer, tức là cũng tối ngày ngồi computer khó khó. Rồi anh Cao Minh Hưng thì là bác sĩ về nha khoa, tối ngày cũng phải nhổ răng cho thiên hạ. Vậy mà đêm về vẫn hát nhạc tình, được viết nhạc tình được như thường. Thì cái đó là một cái hay. Nhưng mà có điều đây là đối với một cái chương trình nhạc sẽ được thực hiện sắp tới đây, để cho ra mắt hai cuốn CD này, cũng như là để cho đóng góp ở cái số tiền này cho một cái chương trình mà phải nói là Giáng Ngọc cũng rất thích, do anh Việt Hải là một cái người chủ trương, đó là Tình Nghệ Sĩ. Thì khi mà nói tới này thì thường thường hai nhạc sĩ ít khi nào mà cùng nhau làm chung một cái chương trình lắm. Có lẽ là ít khi nào Giáng Ngọc nhìn thấy điều đó lắm. Mình Tuấn thấy là trong câu bộ Tình Nghệ Sĩ, Tuấn rất là quý anh Cao Minh Hưng. Dạ. Nhạc của anh cũng rất là hay. Tuấn chỉ xin theo làm tài lọt cho anh Cao Minh Hưng. Với anh Hưng viết văn cũng rất là hay. Dạ. Và cũng là rất nhiều người mến mộ này, thành Tuấn xin phép anh Hưng cho mình Tuấn ké chung với anh Hưng trong cái chuyện là bác sĩ này. Dạ. Chứ không dám nói là làm chung. Dạ. Giang Ngọc biết là anh Hưng là một cái người rất là giỏi. Dạ. Chính ngay cái tờ báo mà Giang Ngọc cho ra mắt magazine mà show ca sĩ đó, thì Giang Ngọc cũng được sự hỗ trợ của anh Việt Hải rất là nhiều. Nhất là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng đã là một trong những người anh chị em mà phải nói là đồng hành, lúc nào cũng đóng góp bài vở cho Giang Ngọc. Phải nói là Giang Ngọc cảm ơn, tiện đây thì cũng cảm ơn anh Việt Hải, cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Ngày hôm nay lại là một cái chương trình như vậy, thì Cao Minh Hưng cho Giáng Ngọc được biết là trong nhóm Tình Nghệ Sĩ thì Minh Hưng vào đó được bao lâu rồi, và hiện nay thì cái sinh hoạt nó như thế nào? Xin phép Giáng Ngọc để thưa một chút xíu về cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thì như Giáng Ngọc có cách thưa thì anh Việt Hải và một số anh chị thì đã thành lập cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, và câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ rất là may mắn có được sự cố vấn của những nhạc sĩ lão thành trong cái nền âm nhạc của Việt Nam mình, như là nhạc sĩ Anh Băng, nhạc sĩ Lam Phương, hay là qua đó thì có những người này đã cho nhiều cái cố vấn cho. Yeah. Anh Minh Tuấn thì anh cái khiêm tốn và nói như vậy thôi, chứ anh là cũng là một cái thành viên và rất là năng nổ trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ này. Thì chị thì anh cũng giúp anh chị ảnh về San Diego, thành ra anh cũng coi trưởng nhóm cái chi nhánh của San Diego. Thì trong cái lần này thì Hưng và Minh Tuấn có cái cơ may là chúng tôi là sinh hoạt trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ này, và thấy là cái mục đích tốt đẹp, những cái hướng sinh hoạt của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ này, nên Minh Tuấn và Hưng là có chúng tôi ngồi xuống rồi lập một cái chương trình là nói là sẽ ra mắt cái CD này chung với nhau. Đó là một cái như là một cái gì đó, một cái tình thân hữu trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ này, và cũng không có gì ngoài mục đích chính là những cái số tiền bán được từ cái CD này sẽ gây quỹ cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, thưa chị. Thì song song với những cái hoạt động sinh hoạt thuần túy của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng có những cái project là viết hay là in sách cho những nhà văn học, làm về văn học, về âm nhạc,
những cái project này để vinh danh những cái người đi trước thưa chị, như là trong thời gian qua đã có nói về như là nhạc sĩ Anh Bằng, và trong hướng sắp tới này sẽ là cuốn sách về nhạc sĩ Lam Phương thưa chị. Lần trước thì Giang Ngọc cũng có tham dự một cái chương trình để cho ra mắt cuốn sách của nhạc sĩ Anh Bằng. Bên cạnh đó thì Giang Ngọc cũng biết là Tình Nghệ Sĩ cũng vừa mới cho ra mắt cuốn sách của nhạc sĩ Trường Kỳ. Anh Việt Hải cũng có đề nghị là muốn viết một cái cuốn sách cho ba Giang Ngọc là nhạc sĩ Tùng Giang, nhưng mà bởi vì thời gian quá bận rộn, như là các anh chị cũng biết là Giang Ngọc phải nói là bận lắm, mà nếu mà để thu thập để làm cái cuốn sách thì Giang Ngọc còn rất nhiều những cái chi tiết thiếu sót, bởi vậy cho nên chưa có dám cho phát hành ra ngoài, cũng như chưa dám để cho anh Việt Hải thực hiện cái điều này. Nhưng mà như anh đã nói thì nhạc sĩ Lam Phương cũng là một trong những nhạc sĩ lớn mà cũng cần phải nhanh gấp để cho ra mắt cái cuốn sách này, bởi vì Giang Ngọc tin chắc là tất cả các anh chị em đều nôn nóng về cuốn sách của nhạc sĩ Lam Phương. Và Giang Ngọc khi nhắc tới nhạc sĩ Anh Bằng thì bác là một người rất là dễ thương, và ngày hôm nay Giang Ngọc xin đọc một khúc trích trong cái cuốn CD của anh Minh Tuấn, trong đó có một cái lời nói của bác Anh Bằng đã viết: phải nói ngay, cõi nhạc của Minh Tuấn là một dòng sông với những nhánh sông trữ tình lãng mạn đầy ngoạn mục của nó. Đặc biệt dòng sông ấy mang theo một linh hồn đủ để ru mặn nồng cho đời sống, ru tình tự cho quê hương và ru yêu thương cho kiếp người. Nhạc của Minh Tuấn có nhiều triển vọng thành công vì nó dễ đi vào lòng người. Là một nhạc sĩ trẻ nhưng Minh Tuấn đã có một khả năng khá vững chắc khi anh muốn dùng âm nhạc để rót mật vào lòng người nghe. Phải nói đây là một trong những cái lời rất là trân quý của một người, mình nói đây là một bậc tiền bối đi trước trong lĩnh vực viết nhạc. Thành ra Giang Ngọc tin chắc là bác Anh Bằng cũng như là tất cả những người nhạc sĩ, chẳng hạn như chú Lam Phương, cũng rất là sung sướng khi được nhìn thấy những thế hệ trẻ, những người như các anh tiếp tục cái công việc của các chú, các anh để tiếp tục viết nhạc. Và ngày hôm nay thì với cái chương trình lần này thì Giang Ngọc hy vọng là tất cả chúng ta, cũng như một cái thông điệp đối với tất cả các anh chị em trong nhóm Tình Nghệ Sĩ, có thể đến với cái chương trình lần này ra mắt hai cuốn CD của nhạc sĩ Minh Tuấn cũng như là nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Và Giang Ngọc cũng xin tất cả quý vị xin dừng một chút xíu đi, nghe mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một số những tin tức thương mại, và khi trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình. Quý vị khán giả trở lại trong chương trình Giang Ngọc Show ngày hôm nay, chúng ta đang tâm tình cùng với nhạc sĩ Minh Tuấn và nhạc sĩ Cao Minh Hưng để nói về một cái chương trình nhạc sẽ cho ra mắt vào đúng ngày Chủ nhật, thưa quý vị, 26 tháng 9, và tất cả mọi tức là những cái tiền thu nhập được trong cái chương trình lần này sẽ gây quỹ cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, và chương trình sẽ được tổ chức tại Diamond Seafood Palace. Và thưa quý vị, cái giờ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật. Giang Ngọc nghĩ là Chủ nhật thì 11 giờ trưa nó sẽ dễ cho tất cả quý vị khán giả có thể đến để chung vui, bởi vì ngày thứ hai chúng ta phải đi làm, thành ra cái ngày hôm đó quý vị đến để chung vui với hai người nghệ sĩ tài hoa này. Sau đó thì chúng ta có một cái buổi họp mặt cùng với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, chắc chắn là các anh cũng sẽ có mặt đầy đủ phải không anh? Đúng rồi chị. Vậy thì cho em được hỏi sơ qua một chút xíu là đối với những cái chương trình ngày hôm đó thì ngoài cái vấn đề các anh em trong nhóm câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ ra, thì không biết là có các chú cũng như các bậc tiền bối trong cái lĩnh vực mà viết nhạc, các nhạc sĩ, thì không biết là có thể cho chia sẻ với khán giả. Thì như Hưng mới thưa với chị khán giả tại SPTN, thì câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ may mắn là cái sự cố vấn của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc sĩ Lam Phương, thì những cái nhạc sĩ đó thì tụi em sẽ mời những cái chú đó đến. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Có nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Thì những nhạc sĩ cố vấn của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ được mời như là khách danh dự, danh dự của buổi ngày hôm đó thưa chị. Anh có thêm những cái tiết mục gì đặc biệt trong cái ngày hôm đó? Tại vì mình nói tới một cái chương trình như vậy mà ra mắt cuốn CD thì chắc là hai anh sẽ là nhân vật chính rồi. Thành ra mình cũng có thể cho khán giả được biết là hôm đó thì sẽ có những cái tiết mục gì đặc biệt riêng về cái phần của anh thưa anh. Ngoài cái tiết mục mà hát những cái nhạc của Minh Tuấn với Cao Minh Hưng đó, thì Minh Tuấn cũng có hân hạnh được quen rất nhiều anh chị ca nhạc sĩ ở trên Santana này. Thì đây này cũng có làm show chung đó. Thì đây này đương liên lạc với những người đó, cũng đương nhờ những ban nhạc nổi tiếng ở trên này, nếu mà họ có thể giúp được thì họ có tới giúp. Tuấn cũng quen rất thân với Mười Ngón Tay Vàng, với anh Trung Nghĩa cũng xuống với San Diego cũng chơi nhiều lần với một số ca nhạc sĩ trên này, thì Tuấn đương liên lạc. Thì hy vọng là kỳ tới cái poster ra sẽ có nhiều ca sĩ khác ủng hộ cho tụi này hơn. Tại cái này hơi gấp, thành ra mình Tuấn chưa có liên lạc được. Coi như hiện giờ thì cái poster cũng chưa có hoàn thành lắm. Chỉ mới sơ khởi để thông báo với quý vị vào ngày 26 tháng 9 sắp tới mà thôi. Rồi sau đó thì có thể sẽ tăng cường thêm rất nhiều những ca sĩ tên tuổi từ ở dưới Orange County này bay về tại San Diego để cộng tác chung.
thì sofa có anh Ngọc Trọng, anh có hứa là sẽ tới giúp cho tụi này trong cái chương trình đó. Dạ vâng, nha. Nhưng mà hôm đó Minh Tuấn có hát không? Dạ thưa là Minh Tuấn sẽ cố gắng hát một nhạc phẩm của tụi này. Chắc là tụi này sẽ hát nhạc phẩm Em Sài Gòn, cũng rất là popular trong internet mới gần đây. Dạ. Nhưng mà bí mật cho viết là cái nhạc mà bài đầu tiên mà Tuấn hát là cái bài lâu lắm rồi, bài Biết Đến Cỡ Nào của cô nhạc sĩ Tùng Giang. Dạ, Tuấn rất wow. thích cái bài đó, phút đầu cảm và tin cứ quay cuồng. Dạ. Thành ra Tuấn nói Tuấn thích nhạc vui, thành ra cái bài đó rất là vui, thành ra mình Tuấn rất thích cái bài đó. Dạ. Dạ vâng, dạ. Thì nói chung là trong đây nó cũng có một số những cái nhạc phẩm, hầu như là 11 nhạc phẩm đều là những nhạc phẩm anh sáng tác. Dạ. Và trong đó cũng có một số những cái bài mà anh đã phổ thơ. Dạ. Trong đó có thơ của Nhược Thu với nhạc phẩm Trả. Với Ngọc nghe cái tựa này nó lạ quá anh Minh Tuấn. Dạ, Nhật Thu là một thi sĩ rất là nổi tiếng ở San Diego. Yeah. Cũng yeah. làm nhiều. Thì tình cờ trong một cái buổi Tết thì email cái ra một buổi sáng, Minh Tuấn thấy cái bài này hay quá cho nên Minh Tuấn mới phổ thử. Nhưng mà Nhật Thu cũng là một nhạc sĩ nữa, là khi mà phổ thơ của một nhạc sĩ Minh Tuấn cũng rất là ngại. Yeah. Nhưng mà ra thì cái bài đó thì Nhật Thu cũng rất là happy. Thì cái bài đó cái lời rất là hay. Yeah. Ngoài ra thì cũng có một số thân hữu của Minh Tuấn đó, tại vì mình cũng quen biết nhiều. Ừ. Thành là khi mà bạn bè mà biết mình viết nhạc, họ cứ gửi thơ về cho mình hoài. Yeah, yeah. Thành ra có rất nhiều bài rất là hay, cũng nhờ đó mà nhiều khi mình phổ thơ cho nó vui thì có những bài ra cũng rất là hay. Dạ vâng, nha. Yeah. Thật ra thì đối với những mực thơ của những người thi sĩ thì khi mà nhạc sĩ họ phổ nhạc thì nó đã có vần điệu sẵn rồi. Thành ra khi mà viết vào thì nó cũng dễ dàng để tăng thêm cái giá trị của bài hát. Viết ra lời của những người thi sĩ thì chắc chắn là bóng bẩy lắm. Yeah. Thành ra chắc chắn là một trong những cái âm hưởng mà chúng ta dễ dàng để phổ nhạc nhiều. Nhắc một chút xíu về anh Cao Minh Hưng. Khi nói với những cái sáng tác nhạc của anh Cao Minh Hưng thì cũng được biết là anh Hưng là một cái người viết nhạc khá lâu rồi. Ngoài ra thì cũng đã cộng tác chung với một số những cái tờ báo. Vậy thì cho Giáng Ngọc được biết là không biết anh viết cho những cái tờ báo nào thế anh? Thưa chị, thì trước đây thì trong thời gian đi học thì có một số tờ báo trong trường đó thưa chị. Rồi sau này có bẩn đi một thời gian thì học ở trong trường Nhạc Hoa thì không có gián đoạn một thời gian. Sau này thì khi mà ra trường thì em có viết một số tờ báo địa phương như là Việt Thai hay là tờ báo tiếng Việt và Thế Giới Phụ Nữ thưa chị. Chương trình mà Hưng cộng tác nhiều nhất là của Việt Báo thưa chị. Thế chương trình Viết Về Nước Mỹ là cũng một chương trình mà là một trong tác giả viết về chương trình đó cũng khá nhiều thưa chị. Vậy thì còn anh Minh Tuấn có viết báo không? Dạ thưa không, mà Minh Tuấn qua Mỹ chắc cũng hồi còn nhỏ thành ra văn chương cũng hơi yếu. Viết văn thì người ta nói là hỏi ngã bất phân minh đó thành thành ra khi nào cũng viết cái gì cũng có phải có người sửa lại trước. Sang đây còn nhỏ mà còn biết cái chữ mà hỏi ngã bất phân minh là hay lắm rồi, là hay lắm rồi. Dạ, nhưng mà thật ra thì đối với những anh em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, chẳng hạn như chính anh Việt Hải thì cũng là một cái người lúc nào cũng muốn mang đến một số những cái tài năng trẻ đối với cái ngành viết lách. Thành ra anh cũng khuyến khích nhiều lắm. Nhưng gặp thấy là cả Thụy Trinh bây giờ cũng viết văn, rồi nhiều khi viết một cái bài nào đó gửi qua thì anh Việt Hải cứ nói em cứ viết đi, rồi anh qua đây anh sẽ sửa cho vắng bảy một chút xíu, rồi biết đâu chừng nhờ như vậy mà em học hỏi thêm rồi em sẽ viết thêm. Viết văn thì Giáng Ngọc chỉ viết về tình cảm thì được, chứ còn viết về bình luận hay là những cái gì mà về chính trị thì có lẽ là cái đó mình còn rất là non nớt để không có thể mà chỉnh chạc cho cái lối viết văn đó. Nhất là cái kinh nghiệm của mình trong cái đời sống về chính trị mình cũng không có nhiều, nhưng mà nếu nói về tình cảm thì mình có thể mình lãng mạn mình ngồi mình viết được, nhưng mà chỉ viết cho vui vậy thôi, chứ còn thời gian thì thật ra không có nhiều để mà có thể có nhiều thời gian để mà viết nhà. Nhưng mà cũng có phổ một số, chẳng hạn những nhạc phẩm ngoại quốc mà viết lời Việt thì cũng cố gắng để làm. Thì mỗi thứ một chút cho vui giống như các anh vậy thôi. Nhưng mà cũng hy vọng là các anh sẽ thành công trong cái ngày ra mắt đó. Ở ngoài cái ngày ra mắt đó ra thì không biết là có những cái chi tiết gì đặc biệt mà không biết anh Cao Minh Hưng, anh Minh Tuấn có thể chia sẻ thêm với khán giả, cũng như là chia sẻ thêm và thông báo thêm với các fan hay là các anh em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ không thưa anh? Thì có thể nếu kêu gọi thì các anh chị, các khán giả của đài SBTN và thích khi nghe cái đài này thì đến để ủng hộ cái dòng nhạc mới của anh Minh Tuấn và của Cao Minh Hưng. Thì cái số liên lạc điện thoại có thể gọi cho Hưng là số là 714-757-2000, và anh Minh Tuấn có thể hay là liên lạc số điện thoại cho anh Minh Tuấn. Anh xin anh Minh Tuấn cho số điện thoại được.
855-204-7895 ở San Diego á. Dạ, 855-204-7895 7895 ở tại San Diego để quý vị có thể biết thêm chi tiết. Và chương trình một lần nữa sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 9. Và tất cả mọi gây quỹ sẽ gây quỹ cho câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thưa quý vị. Và địa điểm sẽ nằm trên đường Lam Sơn Avenue và tại Diamond Seafood Palace. Thì quý vị sẽ có một cái chương trình đặc biệt, nhưng mà cái hôm đó là một chương trình nhạc thính phòng, tức là quý vị sẽ đến đó để nghe nhạc, thưởng thức nhạc và theo dõi những cái chi tiết cũng như là được biết thêm về cái cá nhân đời sống của anh Minh Tuấn cũng như là Cao Minh Hưng. Hình như Cao Minh Hưng công việc vẫn bình thường. Ngoài ra thì khi mà nói tới những cái sáng tác thì ngoài cái cuốn CD này ra thì không biết là Minh Hưng có còn tiếp tục sáng tác nữa không? Thưa, cái ngoài cái CD này ra tới chị thì tôi vẫn viết nhạc, vẫn sáng tác nhạc nha. Thì khi nào xong cái cuốn CD này thì chắc cũng chuẩn bị năm sau để cho ra mắt cuốn CD mới phải không? Dạ, không có hứa trước được thưa chị, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Thường thường mà giống như là anh Tuấn á, khi mà là bầu xô đó, người ta nói là giống như là một cái nghiệp giống như ca sĩ vậy, tức là cũng ghiền giống như ca sĩ, nhiều khi bỏ lâu thế nào cũng làm lại, bảo đảm 100%, không làm thì cũng sẽ giúp đỡ những người khác để thực hiện mà thôi. Mà sáng tác nhạc nó cũng giống như một cái nghiệp, tức là khi mà anh đã dính vào rồi thì chắc chắn cái Ngọc Tinh chắc là không chỉ cuốn đầy mà sẽ còn cuốn nữa. Vậy thì anh Minh Tuấn có thể cho khán giả được biết là tại sao lại lấy chủ đề là đợi chờ cho cuốn CD này của anh? Dạ, đợi chờ là tại vì cái nhạc phẩm đầu tay của Minh Tuấn viết đó. Dạ. Thì phổ theo một vài văn thơ mà viết về sự đợi chờ. Một người nào đó mà mình đợi chờ đó, đa số những nhạc sĩ khác thì nó đều có vẻ như buồn chờ đợi, nhưng mà cái sự đợi chờ của Minh Tuấn nó có cái niềm vui trong đó, là biết chắc là một ngày nào đó cái người Minh Tuấn đợi chờ sẽ trở lại để cùng nhau ca lại khúc yêu đương, để cho mình viết nốt cái trường canh cuối của nhạc phẩm đó nên được vui. Thành ra Minh Tuấn viết cái sự đợi chờ theo một cái thể điệu vui. Có lẽ vì tại Tuấn thích cái bài Biết Đến Thở Nào của chú Tùng Giang, cho nên Tuấn viết cái bài này cũng bebop theo kiểu đó. Nó cũng vậy, thành ra cái sự đợi chờ nó tính cách vui và nó có làm sống động, nên Tuấn lấy cái bài nhạc phẩm đầu tiên của mình Tuấn làm cái tựa cho cái CD này. Wow, nghe cũng hơi lạ. Thường thường người ta cứ nói đợi chờ là cái sự đau khổ, nhưng mà ngược lại Minh Tuấn đợi chờ vẫn là niềm vui như thường. Nhưng mà trong anh có bao giờ đợi chờ ai chưa? Dạ, trong đời cũng có đợi chờ nhiều lắm. Nhưng mà kết quả nó giống như anh nói, tức là hội họp lại để viết lại bản tình ca không? Dạ, xưa có à, thành ra cái sự đợi chờ nó... Dạ, thì ít ra cái đợi chờ của anh nó không có uổng phí, cho nên cái bài tình ca của anh nó mới vui như vậy. Chứ nếu như mà thật sự ngoài đời mà đợi chờ mà đau khổ thì chắc chắn là những học sinh chắc bài tình ca đó sẽ không hoàn thành và cũng sẽ không có cuốn CD đợi chờ này ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Tuấn cũng như là anh Cao Minh Hưng rất là nhiều đã chia sẻ, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái đêm, một cái ngày chứ, từ vì cái này làm buổi trưa 11 giờ thật là vui đối với câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và Dân Học cũng xin chúc câu lạc bộ tình nghệ sĩ có những cái sinh hoạt thật là thành công trong những ngày sắp tới, cũng như là anh Cao Minh Hưng cũng như là Minh Tuấn. Trước khi chấm dứt chương trình thì Dân Học xin mời anh Minh Tuấn có lời chào đến với khán giả. Minh Tuấn thành thật cảm ơn Giác Ngọc cũng như đài FVTN cho Minh Tuấn có cái cơ hội để được gặp mặt tất cả những khán thính giả của đài FVTN. Xin thật cảm ơn và hy vọng rằng là dòng nhạc của Minh Tuấn cũng đem lại một cái phần nào niềm vui cho quý vị trong sau những ngày làm việc mệt nhọc. Cảm ơn anh. Xin mời anh Minh. Cảm ơn Giác Ngọc và tất cả quý vị trên đài FVTN đã có cái cơ hội để Hưng với Minh Tuấn lên đây để giới thiệu về cái hai dòng nhạc này. Hy vọng là tất cả khán giả tiếp tục ủng hộ những cái tác phẩm, những cái dòng nhạc của Hưng và Minh Tuấn. Cảm ơn hai anh một lần nữa, và Giang Ngọc xin mời quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Tiếc là thời gian chúng ta cũng đã hết rồi, không còn nữa, nhưng mà Giang Ngọc cũng hy vọng là quý vị đã có những cái ngày thật là bình yên cũng như là niềm vui trong ngày hôm nay. Giang Ngọc xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.